Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Mình là Đài Nguyễn. Hôm nay mình sẽ vào bếp làm một cái món là gà nóng măng tươi. Tại vì bây giờ là mùa măng đó, thành ra cái măng này họ bán nhiều á. Mình mua về mình nấu cái món này ăn cũng ngon lắm mà đơn giản. Thì nguyên liệu gồm có là một con gà khoảng cỡ hơn 1 ký, gà đi bộ. Và mình có hai mục măng tươi, một củ hành trắng, một củ hành tím bự và bốn cái củ hành tím nhỏ cộng với bốn tép tỏi, một vài tép xả đập dập, một củ gừng, một muỗng canh bột nêm, một muỗng canh đường, một muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê tiêu, hành ngò. Đây là nấm đùi gà. Đây là một cái loại nấm gọi là white bleed, thì dịch ra là cái gì không biết nhưng mà ăn cũng rất là ngon. Và mình có hai muỗng canh nước mắm. Bây giờ mình sẽ đi chặt cái con gà này ra để mình ướp trong vòng nửa tiếng. Các cô chú và các bạn sẽ vào bếp với mình để cùng làm món này nhé. Bây giờ cái gà này mình đã chặt nhỏ ra rồi nè. Mình sẽ bỏ hết cái phần hành với phần tỏi mình băm nhỏ, mình ướp cái gà này nha. Và cái hỗn hợp này mình sẽ trộn đều lên để mình bỏ vô mình ướp luôn. Đây là một con gà mình đã chặt nhỏ ra rồi. Cái hành với cái tỏi mình sẽ lấy một nửa mình ướp, còn một nửa để mình hồi mình tao. Thì mình bỏ vô đây mình ướp. Đó, nhìn hấp dẫn ghê không? Giờ ướp đi cho rất là thơm. Đây đây, ướp trong vòng nửa tiếng đi. Các bạn thấy cái nồi nước của mình nổi bong bóng lên rồi ha. Sôi, đang sôi đó ha. Bây giờ mình bỏ vào đây một muỗng canh muối. Đây là cái măng mình đã cắt nhỏ. Bây giờ mình bỏ vô đây mình luộc ha. Coi cái măng mình luộc thử nó còn đắng hay không á. Đó. Thì bây giờ mình cứ để đây cho nó sôi lên đi. Măng này rất là non luôn. Ngon cực kỳ. Bên này là cái nồi để mình luộc bún nè. Đó, nước cũng sôi, bây giờ mình bỏ bún vô luôn. Bún hiệu Ba Cô Gái nè, bún tươi Việt Nam. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ làm những cái công việc phụ. Bún thì luộc cũng đơn giản lắm. Nước nó sôi lên là khoảng 8 phút rồi mình lấy ra mình xả nước lạnh là ok rồi. Mình luộc cái măng này nó không bị đắng, luộc cho kỹ thì nó sẽ không bị độc, mình ăn nó không có bị hại sức khỏe ha. Bún của mình được 8 phút rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình lấy ra mình xả nước lạnh ha. Lấy cho nó ráo. Bây giờ mình đi xả nước lạnh nha, 25 phút rồi nha, các bạn nhớ là 25 phút nha. Đó, mình luộc ra nó hơi vàng vậy nè. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Hồi nãy mình lấy một nửa mình ướp, bây giờ một nửa mình sẽ bỏ vào đây mình tao cho hành tỏi nó vàng lên nó thơm. Mình bỏ cái xả này vô luôn nha các bạn. Xả đập dập á. Đó, nó vàng vàng rồi nè. Cái phần gà của mình nè, mình ướp rồi đó, bây giờ mình đổ hết vô đây. Mình cho nó lửa cao để nó săn cái miếng thịt lại ha. Rồi mình hẳn đổ nước vô. Có xả, hành, tỏi. Thơm lắm. Mình xào khoảng cỡ 3 phút cho nó săn miếng thịt lại rồi mình đổ nước vô nè. Hai muỗng canh mắm hồi nãy mình đổ vô luôn ha. Mình cho nó thấm gia vị. Cái này nấu cũng nhanh lắm. Gà này thì gà tơ, gà đi bộ cho nên mình chỉ nấu khoảng nửa tiếng thôi. Thì bây giờ mình bỏ nước vô là vừa rồi ha. Đây là 1 lít nước. Mình sẽ đổ 2,5 lít nha. Mình để lửa cao để cho nước nó sôi lên. Mình sẽ bỏ cái củ gừng này vô ha. Củ hành tím nhỏ. Củ hành trắng. Và mình bỏ cái phần củ cải trắng để mình nấu cái nước cho nó ngọt. Các bạn vớt bọt nha, để cho cái nồi nước của mình, nó súp của mình nó trong á. Đó, nó giờ nó đang sôi nè. Mình vớt bọt. Rồi bây giờ mình để lửa trung bình mình nấu khoảng 15 phút ha. Mình canh mình vớt bọt, nó có bọt mình vớt thôi. Để. Rất là thơm. Cái gà này rất là nhanh chín, thành ra là 15 phút rồi, bây giờ bọt rồi mình đã vớt sạch sẽ rồi ha. Mình sẽ bỏ cái măng vô. Mình sẽ bỏ vô đây.
Nấm thì rất là nhanh, nấm thì khoảng mình nấu gà với măng nó chín rồi là bắt đầu mình bỏ nấm vô thôi. Bỏ nấm vô mình nêm nếm. Bây giờ mình canh mình nấu 15 phút nữa cho cái măng này nó thấm. Nhìn hấp dẫn quá luôn nè. Viên một nồi luôn. Bây giờ mình cho thêm một tí xíu gia vị nữa nha, tại mình nếm mình thấy nó hơi lạc. Mình nêm thêm vào đây một muỗng canh nước mắm nữa nha các bạn. Nửa muỗng canh bột nêm. Nửa muỗng cà phê muối. Và một muỗng cà phê đường. Được 10 phút rồi mình sẽ bỏ cái nấm này vô nha các bạn. Bỏ hết cái nấm này vô. Cho nó khoảng 2 phút nữa đi rồi nó sẽ chín thôi, tại cái nấm nó chín nhanh lắm. Rồi mình nêm nếm lại coi làm sao ha. Wow, hấp dẫn quá luôn nè. Cho mấy cái đầu hành này vô luôn. Bây giờ nó sôi lắm rồi, để mình nêm nếm thử như thế nào nha. Mình cảm giác nó hơi lạc tí. Cho thêm tí xíu muối. Nửa muỗng canh muối đi. Tí xíu tiêu. Wow, nhìn cái nồi hấp dẫn quá luôn. Mình nghĩ là vừa ăn rồi đó. Bây giờ mình chuẩn bị mình mời các bạn thưởng thức với mình nè. Cái tô bún của mình đây nè. Múc ra tô. Wow, măng nữa nè. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Bỏ măng nhiều vô nha. Đó, măng nè. Cho vào đây chút xíu tiêu. Rồi bỏ vào đây tí xíu ngò. Tí xíu hành. Quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Bún măng gà. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, mời các cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với mình cái món này nhé. Hôm nay mình đã hoàn thành xong cái món gà nấu với măng tươi, ăn với bún, rau thơm, nước mắm ớt, chanh, hành ngò, rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ thử một miếng măng coi như thế nào nha. Wow, nhìn nó hấp dẫn chưa nè, đó. Thử nha. Ngon quá. Thử miếng bún và nấm. Quá tuyệt vời. Coi coi miếng gà này nó mềm chưa nha. Mời cô chú anh chị và các bạn thử miếng gà nha. Vừa chín tới luôn. Rất là ngon. Miếng súp trên cả tuyệt vời. Quá là hấp dẫn luôn cô chú anh chị và các bạn. Thì món này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Thì mình có thể làm cho gia đình mình cùng thưởng thức ha. Bỏ tí xíu rau canh giới vô ăn nè. Wow, nhìn nó ngon quá trời luôn. Ngon quá, ngon quá. Ngon không thể chê rồi đâu được hết. Để kích thích vị giác, các cô chú anh chị và các bạn hãy làm cho gia đình mình cùng thưởng thức cái món này nha. Gà nấu măng tươi. Cái mùa này mùa măng nè, nấu cái món này ăn rất là mát luôn. Cực kỳ ngon. Thì video của mình hôm nay chỉ thế thôi. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn ở một cái video kế tiếp. Xin thân ái mến chào.